Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Lê Lộc và Tuấn Dũng nhiều lần công khai bằng chứng yêu nhau. Từng từ chối Tuấn Dũng tại người ấy là ai, Lê Lộc lại liên tiếp lộ hiên yêu đương với chàng trai này. Các câu chuyện tình cảm trong showbiz không phải lúc nào cũng được công khai rõ ràng. Lê Lộc và Tuấn Dũng là một ví dụ điển hình. Cả hai không xác nhận yêu đương, song lại nhiều lần bị fan soi được bằng chứng hẹn hò. Từ khoảnh khắc của Lê Lộc hay Tuấn Dũng đều dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của người còn lại. Tuấn Dũng từ lâu đã thể hiện sự ái mộ của mình đối với Lê Lộc. Nam diễn viên không ngần ngại đến chương trình Người Ấy Là Ai, hy vọng được trở thành nam chính của Lê Lộc. Thế nhưng, anh đã bị cô từ chối, khiến bao nhiêu người hâm mộ cũng rơi nước mắt xót xa. Dẫu vậy, Tuấn Dũng vẫn không ngừng thân thiết, quan tâm Lê Lộc. Gần đây, người hâm mộ lại còn soi được cả hai liên tục để lộ hình hẹn hò. Dường như mối quan hệ đã có thêm bước tiến triển quan trọng. Trên trang cá nhân, Lê Lộc và Tuấn Dũng thường đăng ảnh đi chơi, đi ăn uống cùng nhau. Giữa hai người không có chút khoảng cách nào mà hết mực tình cảm. Thậm chí, gia đình hai bên cũng có buổi gặp gỡ hết sức vui vẻ, ai nấy đều ngỡ như màn ra mắt người yêu. Chưa dừng lại ở ảnh chụp chung, Lê Lộc và Tuấn Dũng còn được bạn bè nhiệt tình ghép đôi. Thích thì cưới luôn, hay thích thì nhích để ăn cơm với nhau hoài là những bình luận đồng nghiệp nói về Lê Lộc và anh chàng bạn thân. Giữa tháng 2, vào đúng ngày sinh nhật Tuấn Dũng, Lê Lộc rất sớm đã đăng bài chúc mừng. Nữ diễn viên viết: "Happy birthday đằng ấy, thôi không lòng vòng nữa, bài hát này tặng tôi phải không? Chúc đằng ấy sẽ thực hiện được những hoài bão của anh hán." Cư dân mạng còn có lần rừng rừng với hai bài đăng như thả thính nhau của Lê Lộc và Tuấn Dũng. Nhà gái viết: "Đói, cái anh sợ có phải là cực?" Tuấn Dũng liền lập tức chia sẻ, đáp: "Cái anh muốn là hết mực yêu em." Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từng đăng ảnh Lê Lộc tựa vào vai Tuấn Dũng ngủ một cách ngon lành khi ở trên xe. Hồng Vân cũng chính là người ra sức vun vén Tuấn Dũng với con gái Lê Giang. Điều này đủ thấy cặp đôi bản thân Lê Lộc và Tuấn Dũng thích hợp trở thành người yêu của nhau. Mối quan hệ của Lê Lộc và Tuấn Dũng đến nay vẫn chưa được xác nhận. Song, nhiều khán giả hy vọng cả hai sẽ từ bạn trở thành người yêu và rồi có được kết thúc viên mãn. Thời gian bên nhau càng lâu, cặp đôi càng gắn bó và dễ dàng mang đến điều tốt nhất cho đối phương.